Hồng Vân và con trai con gái lấy nước mắt khán giả với tiết mục gây sốc. Hồng Vân và các con Trê Phi, Bí Ngô khiến người xem rơi nước mắt trong tập 2 Hát Cùng Mẹ Yêu. Chương trình Hát Cùng Mẹ Yêu tập 2 cùng chủ đề Trao Yêu Thương phát sóng tối qua đã mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả với phần thi của ba cặp mẹ con Hồng Ngọc, quán quân Cười Xuyên Việt Tuấn Dũng, nghệ sĩ Kim Phương, Tống Hạo Nhiên, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, Trê Phi, giám khảo của đêm thi là nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu, danh ca Phương Dung và nhạc sĩ Đức Huy. Tiết mục ca kịch Mẹ ơi đừng khóc của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, con trai Trê Phi cùng sự góp mặt của cô con gái Úc Bí Ngô đã lấy nhiều nước mắt của khán giả. Tiết mục là câu chuyện xúc động về một người mẹ có con trai đang đi du học nước ngoài. Trong thời gian con học xa nhà, đôi mắt của người mẹ không còn thấy đường, nhưng vì không muốn con lo lắng mà ảnh hưởng đến việc học nên bà và gia đình đều giấu. Ngày con trai trở về, bà mẹ giả vờ như đôi mắt vẫn còn sáng, nhưng cuối cùng vẫn không thể giấu được con. Khi phát hiện sự thật, người con trai vô cùng đau khổ vì sự hy sinh quá lớn của mẹ. Nhiều khán giả đã không ngăn được nước mắt bởi cảnh cuối của tiểu phẩm khi người con trai Trê Phi và cô con gái Úc Bí Ngô ôm lấy mẹ và hai anh em cùng thể hiện ca khúc Mẹ ơi đừng khóc của nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ. Mặc dù đây là một tiểu phẩm kịch và cả ba mẹ con đã tập luyện từ trước đó, nhưng khi lên sân khấu, con trai Hồng Vân là Trê Phi đã khóc và chia sẻ đây là lần đầu tiên rơi lệ. Bé Mí Ngô cũng đã khóc rất nhiều vì sợ mẹ bị mù thật nên cứ giơ bàn tay lên để bắt mẹ đếm xem bao nhiêu ngón. Trước tình cảm của hai con dành cho mình, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân xúc động. Hôm nay hai con làm cho mẹ xúc động quá. May mà mẹ không hát, chứ hát là lạc tông, lạc giọng luôn, vì khi diễn mà mẹ khóc là mẹ không nói được, đừng nói chi là hát. Tiết mục của mẹ con nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đã khiến cho nhạc sĩ Đức Huy bị sốc. Tôi bị lôi vào màn diễn quá sâu, thành ra tôi lo cho bà Hồng Vân. Tôi không biết nói gì vì tôi chỉ ước rằng tiết mục chấm dứt trước khi mắt bà mẹ không thấy đường. Nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu cũng đồng cảm. Tôi cảm nhận được kịch này, cái đau, cái tuổi đưa đến tình mẹ con cảm động. Đang vui vẻ đón con trai đi học về, tự nhiên bà không thấy đường khiến tôi cũng hết hồn. Dù hiểu được ý của Hồng Vân nhưng tôi cũng thấy não lòng. Danh ca Phương Dung nhận xét, một bi kịch nhỏ mà thể hiện đúng như những nhà văn từng nói, kỳ quan vĩ đại và đẹp nhất của thế gian là trái tim của người mẹ. Mẹ Hồng Vân đã diễn xuất tuyệt vời, Trê Phi chọn bài hát trẻ trung, gửi gắm những tình thương trong câu hát con trai gửi mẹ. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân chia sẻ về nội dung vở kịch, đây là một câu chuyện có thật của những người tôi biết. Tôi mượn câu chuyện thương thích với nội dung bài hát cho mẹ con tôi diễn để đề cao những người mẹ trong xã hội. Dù chất liệu mẹ con xây dựng lên tác phẩm mang tính đại chúng, vì không có sự hy sinh nào mang màu hồng, đã nói hy sinh là phải có bi kịch, mất mát và nước mắt. Đó là hình ảnh bà mẹ có tính cách mạnh mẽ, âm thầm làm tất cả vì con, kể cả khi bệnh vẫn cố gắng đi hát để kiếm tiền cho con đi học. Tống Hạo Nhiên sôi nổi và ước mơ được làm ca sĩ, cùng theo đuổi nghệ thuật giống như mẹ. Người con trai có phần lém lỉnh hay nịnh mẹ để xin tiền đi học. Song biết mẹ cực khổ, anh chỉ dám xin một ít, còn lại cố gắng đi làm để bù vào cho đủ học phí. Hai mẹ con không ai nói ra mà âm thầm quan tâm chăm sóc nhau. Tiết mục được dàn dựng khá đẹp mắt và kết nối với nhau cả về hình ảnh lẫn âm nhạc. Mở đầu là ca khúc Tình Mẹ do Tuấn Dũng thể hiện, với phần minh họa của mẹ ở phía sau bức màn bóng. Ngay khi ca khúc Tình Mẹ vừa kết thúc, bức màn được kéo lên và chị Hồng Ngọc xuất hiện để thể hiện ca khúc Mẹ yêu con. Tập tiếp theo của Hát Cùng Mẹ Yêu phát sóng lúc 20h30 ngày 17 tháng 1 trên kênh HTV7 sẽ là phần tiếp theo của chủ đề Trao Yêu Thương với phần thi của ba cặp con nghệ sĩ còn lại, ca sĩ Siêu Black và con trai Siêu Mạnh, nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân và con trai, ca sĩ Hy Lân, nghệ sĩ Phương Dung và con trai Dũng Nhí.